Đến với bản tin ngày hôm nay, chúc các bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời. Chương trình của chúng tôi gồm những nội dung chính sau đây. Bình luận về lời đe dọa chỉnh đốn, thậm chí đóng cửa các mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg nói việc kiểm duyệt mạng xã hội không phải là cách để giải quyết các lo ngại. Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ và các mạng xã hội tăng cao, đỉnh điểm ông Trump dọa chỉnh đốn hoặc đóng các trang mạng xã hội sau khi mạng xã hội Twitter dán nhãn cảnh báo thông tin cần kiểm chứng các bài đăng của ông. Trả lời phỏng vấn trên đài Fox News ngày 27 tháng 5, giờ địa phương, ông Mark Zuckerberg cho rằng chọn cách kiểm duyệt một nền tảng mạng xã hội không phải là phản xạ đúng của một chính phủ lo ngại về sự kiểm duyệt. Dù vậy, theo ông chủ Facebook, chính sách của mạng xã hội này khác với Twitter về vấn đề kiểm chứng thông tin và cho biết mạng xã hội không phải là người đánh giá những gì người dùng đăng tải là thật hay giả. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Facebook không nên là người phán xử sự thật mọi thứ người ta nói trên mạng. Các công ty tư nhân, đặc biệt những công ty nền tảng này, không nên làm vậy, ông Zuckerberg nói. Sau khi bị gắn nhãn, thông tin cần kiểm chứng, ông Trump cáo buộc Twitter dập tắt hoàn toàn quyền tự do ngôn luận và đang can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Đây là lần đầu tiên mạng xã hội Twitter gắn cảnh báo thông tin cần được kiểm chứng với một số tweet của ông Trump khi ông cho rằng khả năng gian lận rất lớn nếu tiến hành bỏ phiếu qua thư. Mạng xã hội này cũng gắn kèm đường dẫn đến những thông tin phân tích phản biện phát biểu của Tổng thống Mỹ. Nhà sáng lập Twitter Jack Dorsey cho rằng Twitter chỉ đang sâu chuỗi các tuyên bố mâu thuẫn và đưa ra những thông tin đang tranh cãi để mọi người có thể tự đánh giá. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ ra những thông tin không đúng hoặc tranh cãi về các cuộc bầu cử trên toàn cầu, ông Dorsey cho biết. Ngày 27 tháng 5, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Nhà Trắng nói ông Trump sẽ ký một sắc lệnh về các công ty mạng xã hội trong cùng ngày. Tuy nhiên chưa rõ Tổng thống Mỹ sẽ làm gì sau cảnh báo đóng cửa các mạng xã hội. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, viết tắt là ACLU, cho rằng tu trình án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ sẽ hạn chế hành động của ông Trump. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Nếu thấy hay, hãy ấn like, share. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những bản tin mới nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.